Sáng ngày 28 tháng 12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My tổ chức tập huấn công tác cán bộ năm 2023. Thời gian tập huấn trong 5 ngày, 179 cán bộ là Ban Chỉ huy Quân sự, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Thôn đội trưởng, Khẩu đội trưởng của 13 xã thị trấn được tập huấn các nội dung về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương, tổ chức xây dựng huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ, tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cho trung đội dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn, hành động chiến đấu của khẩu đội và hành động của khẩu đội độc lập tập kích. Lễ tập huấn được tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về quan điểm đường lối quân sự của Đảng, nội dung phương pháp thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương.